đấy, đi thì sẽ gần sáng thì qua cái cao tốc ấy sẽ cho mọi người ăn sáng xong rồi nghỉ ngơi một À, chút, vâng. thì tùy cái tốc độ của xe nó chạy, với lại kiểu trên đường đi nó có tắc xe hoặc đèn xanh đèn đỏ gì không, thì cứ ước chừng độ 6:30 hoặc 7 giờ kém 15 Hộp quà có mang vào không bác? đấy khoảng thế. À, Khi nào có gần cái đến hộp nhà quà lưu niệm kỷ niệm gì có mang vào không? thì Tú sẽ gọi điện Có. cho ông nhá. Vâng. Đấy Thế đấy, nào thì thế là nào? đến đấy, đến nhà mình thì nhà mình sẽ có ai ra đón đấy, Vâng. thì sẽ có bà bá của cháu Vâng. mê cái tráp trầu vào là xin dâu. Xin Vâng. dâu thì gia đình nhà mình chấp nhận và gia đình mình đặt lên bàn thờ thắp hương. Thì sau đó bà bá quay ra chỉ trong mấy phút thôi, mà khi Vâng. mà gia đình nhà mình chấp nhận đi trầu cau rồi ấy, thì là bà sẽ quay ra, thì mọi người bắt đầu nhà trai bắt đầu vào Vâng. vào thì lúc bây giờ là chú Luận hoặc là bác Vân, bác trưởng ấy, bác gái đấy, Vâng. thì sẽ xin là Vâng anh vâng, đăng anh ký gì chờ đấy. tí. Vâng. Vâng. Bấm cái nút đỏ. Bấm cái nút đỏ. Vâng. Vâng, xin lỗi anh nói đi. Vâng. Là xin phép là gia đình cho được đón con cháu về làm dâu làm con trên này. Thế xong đó thì có lời mời là gia đình và các cụ, các cụ ông cụ bà thì bạn bè của cháu cùng lên xe để về trên nhà trai để kia để làm lễ thành hôn cho các cháu ở trên gia đình nhà trai. Thế Vâng. là thì là mình ông ở dưới bố trí xe, bên đây cũng mời các cụ ông các bà các bác các Vâng. bạn của con Vâng. giúp hộ gia đình lên trên này, thì mình đến trên này thì là mình cho các con nó thắp vào thắp hương và có Vâng. một cái thủ tục tí ti đấy, gọi là cái thủ tục cũng trao nhẫn rồi mẹ có quà cho con dâu một tí chút. Thế Vâng. xong rồi mình 10:30 bắt đầu là mình ra ngoài nhà hàng Vâng. đấy, 10:30 mình ra đấy, hoặc là xích xích 11 giờ được kém được, thì tùy theo cái mức độ mình đi, với lại trên này mình tổ chức làm nhanh Tức mà là anh. ra khỏi cái nhà ở bên, tức là theo thầy ấy, thì Bên là cái nhà anh giờ ấy là, vâng là trước trước 9 giờ là mình phải ra khỏi rồi, à, thế nhà trước mình 9 sẽ giờ ra, sáng cái gì anh? vâng, trước 9 giờ À, sáng là thế mình thì ra, còn nhiều thời gian. không còn nhiều thời gian, nhưng mà nó lại thời gian đi về đây ấy, về Vâng. đây làm sao mà 10 giờ là mình đã phải có mặt ở Phú Thọ rồi À, vâng. đấy. Đấy chứ còn nó không khống chế cái thời gian trên này thì là Vâng. thì bao giờ chả được À, đấy. Đấy, vâng. đấy chính vì thế nên trên này mới phải đi thử 3:15 sáng không ạ. Vâng. Đấy chỉ có ở dưới là cũng hơi vất vả chút Vâng cho một số cả bác lớn tuổi vâng, các lên bác trên ấy này. đã thống nhất là 6:30 là đến đây hết rồi. Đến Vâng, trên còn này thế rồi. ok, Vâng, vâng 6:30 ok 7 giờ là yên tâm rồi anh ạ. thế Thế đó là thế còn còn khi mà vâng. mọi người vào này rồi là anh một đại diện bên anh cũng giới thiệu đúng không Vâng, ạ? đấy, Vâng, như gần như như chỉ làm như đó lần mọi trước thứ. nhé, xong rồi có gần đến đấy anh với tôi trao đổi với nhau để có gì tí nữa tôi gọi lại cho anh được không? Tôi đang Được có được một được, chút nói bận. chung là vâng 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 không có vấn đề gì. vâng Bây hoặc giờ là gần mình mai coi. mình lại trao đổi với nhau thì cho Vâng nó vâng. có thời gian vì là vừa về đến nhà đây để đang có mấy việc. Thôi. vâng Vâng, đây cũng thế. vâng Coi như vâng là cả đêm nay thì ông cũng tốt đưa rồi lịch anh, cho hôm nay chúng tôi. tối ngày hôm Vâng nay vâng. cũng tốt anh. Có. Tức là này Vâng mình dựng rạp là lúc trời mưa rất đẹp. vâng Coi như vâng là vâng đấy, cái còn thời tiết thì nếu cứ thế này thì ủng hộ anh em mình. Ok. Cái này con bê lên được không? Thế nhá, chào anh Vâng, nhá. vâng cảm Đấy ơn thì anh ạ. Vâng, vâng. chào anh. Rồi, Vâng, sáng sáng mai bắt đầu lên xe rồi cuối cùng mình sẽ trao đổi nhau nhá. vâng, cảm ơn anh. Vâng, Rồi anh cũng đi nghỉ một tí đi. bây giờ mọi người sẽ xuống đây xong rồi là anh đưa sang bên kia luôn. Thế còn các thứ ba lô rồi các thứ đấy thì đã để lên hết trên kia chưa? Nhưng Nó mà xe bố mà sao lại thế sao là cái bông vừa với điện mà bảo xuống mà. Ba lô ở đây mà. Cũng có thể nhưng mà bảo chú cháu mình xuống bê đồ đấy còn gì. Mọi người lên đi xong bảo bố chờ thế này là bố gọi nhá. Vâng.
sang bên kia luôn. Cái tờ không còn phải bê gì lên. Tờ hết rồi đấy. À, cái lạc này thì để mai mang đi ăn dọc đường cũng được nghe. Vâng. Cái lạc này mai mang đi ăn. Thế bảo bố chờ thế này nhá. À này, còn cái khăn này của